Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào hết tất cả anh chị em thiền sinh bạn đạo, quý vị Phật tử tham dự cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay ở tại Miến Điện là ngày Chủ nhật năm Tây tháng 11 năm 2023 và bên Mỹ là ngày 4 Tây tháng 11 năm 2023. Cái bài pháp thoại ngày hôm nay đó, sư có hứa là sẽ trả lời những cái câu hỏi của nhóm hành giả bên DC đó. Các vị này thì gửi thẳng cho sư và hỏi có những cái điều liên quan tới vấn đề tu tập. Ở trong cái mấy cái câu hỏi đó có hai cái câu đầu liên quan tới vấn đề thực tập rất là nhiều. Cái sau thì tương đối cũng có vậy nhưng mà nó ít hơn. Thì hai câu đầu phải bị tâm sân. Thì thay vì đọc hết các cái câu trả lời của cái nhóm DC đó, thì ngày hôm nay đó sư ngoài cái chuyện mà trả lời hai câu hỏi về tâm sân còn lại hai câu hỏi khác đó, sư xin để một cái buổi khác mà sư muốn đọc một cái bài pháp mà thiền sư cũng mới trả lời đây thôi cho một vị hành giả từ Việt Nam qua nói về cái sự sợ hãi. Tại vì sao mà đi gồm như hai cái như vậy thì bây giờ đây sư mời quý vị nghe trong cái sự sợ hãi và tâm sân có cái mối liên quan ở trong đó. Bài pháp này cũng gì đây không không có liên quan gì những cái chuyện của các vị này hỏi nhưng mà đây là một cái bài pháp đã từ lâu lắm rồi từ năm 2004 trong này là chắc là sư góp những cái câu trả lời của ngài Thiền sư Thích Ca. Thưa sư con đi làm về đây là câu hỏi từ gì con đi làm về thấy mẹ con té con chết lặng người vì sợ hãi từ đó thưa sư con sợ đủ thứ con muốn biết thưa sư sợ là gì và làm sao vượt qua. Câu trả lời có rất nhiều lý do để làm cho chúng ta phải sợ hãi. Sự sợ đến cái sợ thứ nhất là sợ đau này, chúng ta sợ khổ này, chúng ta sợ mất mát tài sản này, chúng ta sợ phải chia lìa với những người thân của chúng ta. Đó là chưa kể có những cái sự sợ hãi mà đi theo với cái tuổi già lớn tuổi này. Chúng ta sợ rồi mình sẽ bị cô đơn này. Con cái của nó bỏ mình nó không có, không trở lại nó thăm viếng mình sẽ bị vô trong nhà già rồi đúng thứ sợ quý vị từ từng cái tuổi mà nó sợ. Sợ là một dạng của tâm sân. Như vậy hồi nãy nói tâm sân thì bây giờ sợ cũng nói tâm cũng là sân. Có 15 tiếng mà dịch ra từ trong tiếng Anh đó sư không có viết vào đây. Mà nếu nếu mà quý vị nào có muốn là sư sẽ đưa cho quý vị nghe tiếng Anh nhưng mà sư dịch tạm cái những cái từ mà ngài Xuất Thích Ca nói là trong tiếng Anh đó, đi dịch cái tiếng sân. Sân là tiếng Pali Dosa. DOSA mà mình tới 15 từ luôn để mình nói cùng một tâm sân. Đô ra có nghĩa với đồng nghĩa với giận dữ, bực bội, bực tức, khó chịu, nóng nảy, bồn chồn, lo lắng, sợ hãi, hờn tủi, buồn, âu sầu, than vãn, hững hờ, xót xa, bức xúc, trầm cảm. Quý vị nhớ được thì nhớ mà nhớ không được thì thôi nhưng mà nói chung có hai cái mà mình gặp nhiều nhất đó là sự sợ hãi và tâm sân thì hai cái này giống nhau. Có một anh chàng thứ ba nữa là đau đớn đau nhất thì cũng là tâm khó chịu cũng là tâm sân nữa đó. Vì vậy những cái này nó có một cái mối liên kết với nhau. Vì vậy sư đem sư đọc để quý vị biết đâu giúp cho quý vị tiếp thu được cái thông tin rồi thực tập. Thưa sư cái câu thứ nhất là sợ là gì thì sư nói rằng sợ nó có nhiều cái lý do lắm và mình đã nghe rồi. Và cái tiếng Pali nó nói thì sợ thôi nhưng mà trong này nó có cái tâm sân ở trong giận dữ bực bội khó chịu tất cả đều là tâm sân hết. Cách duy nhất để đối trị hữu hiệu bởi vì trong này hỏi làm sao mà vượt qua thì thiền sư trả lời là cách duy nhất để đối trị hữu hiệu với sự sợ hãi là phải tu tập mà thôi, phải thiền tập mà thôi. Tại sao như thế? Tại vì thiền tập dạy chúng ta có được cái tâm chấp nhận. Khi mà chúng ta tập thiền thì chúng ta phải chấp nhận nhiều thứ lắm mà không chấp nhận thì không có tập được. Ví dụ như chúng ta phải chấp nhận sự đau nhức này, sự đau, sự nhức, sự tê, sự mỏi trong khi mà chúng ta tập thiền. Chúng ta tiếp chấp nhận tiếng động bên ngoài này. Ngồi thiền tâm suy nghĩ phải chấp nhận nó, không có thể nào mà muốn làm cách khác được. Chấp nhận khi mà chúng ta ngồi thiền những ký ức đau của quá khứ nó tạo trở lại, làm cho chúng ta hốt hoảng, làm cho chúng ta bị hụt hẫng thì phải chấp nhận nó rồi duy trì chánh niệm. Chấp nhận những cái đau khổ tạo lại lúc chúng ta thiền, chấp nhận những cái hoàn cảnh khó khăn khi chúng ta phải đi một cái khóa thiền rồi phải sống chung với như người khác, rồi tính tình nó khác nhau, cách thức thói quen nó khác nhau vân vân. Vì vậy cái sự chấp nhận nó rất là phải rất là nhiều
Bởi vì sao? Bởi vì sự chấp nhận, khi mà cái người mà có trí tuệ nhiều sẽ có sự chấp nhận, còn cái người mà không có trí tuệ không chấp nhận điều gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì trong này nó có bản ngã trong đó. Mình làm theo ý tôi thôi, làm theo ý người khác mà mình không ưa. Người ta sự chấp nhận càng cao khi trí tuệ của bạn càng nhiều, nói cách khác người có trí tuệ biết chấp nhận và chịu đựng rất là giỏi so với những người không tu. Như vậy bạn thấy có những cái chuyện mà từ trước giờ bạn làm không có chấp nhận được, nhưng mà bây giờ bạn chấp nhận được, điều đó có nghĩa là bạn có sự tiến bộ, sự tu tập rồi đấy. Có những cái ý của mình liên quan đến những cái vấn đề nó sinh hoạt thường ngày đó, mình tưởng là cái ý đó ý đúng nhưng mà thật ra nó sai, bởi vì sao? Mình chấp của đó. Bây giờ đó là quý vị thấy rồi đó, tại vì sao mà sư gộp hai cái bài pháp, một là cái bài pháp những cái câu hỏi liệu của cái nhóm hành giả bên bên DC, và một cái câu khác nữa là câu trả lời của thiền sư liên quan tới vấn đề tâm sở. Bây giờ bên bên nhóm DC gì đó hỏi như thế này, quý vị 512. Nó bị xì hỏi tới bốn câu luôn, mà đây bốn cái năm câu gì đó mà sư bây giờ sư trả lời có hai câu trước đã. Dạ thưa sư, đây là cái câu hỏi của các vị bên DC. Khi sân sanh lên con nhận biết tâm khó chịu, quan sát cảm thấy tâm này rồi mọi chuyện trôi qua. Cái này là họ cũng có tập chứ không phải không. Khi mà tâm sân mà khởi sanh lên thì con nhận biết tâm sân đang có mặt, con quan sát cái tâm khó chịu của con rồi mọi sự yên ổn. Nhưng mà tâm sân và trạng thái khó chịu này không phải chấm dứt đâu, nó còn quay trở lại nữa và trở lại ở trong cái thời điểm khác nhau, ở những cái trường hợp khác nhau. Con cũng ghi nhận và buông bỏ như vậy, cái bổn phận của con là thiền hành giả tu tập mà. Thì mỗi lần tâm sân nó phát khởi lên con ghi nhận rồi tới để yên đó, buông bỏ. Nhưng mà tại sao mà nó cứ trào lại hoài? Con muốn biết là tại sao mà tâm sân này cứ trào lại hoài, rồi làm sao mà để khắc phục đây? Thì quý vị thấy trong cái câu hỏi này cho thấy là cái vị này nó cũng có tu tập đấy, nhưng mà thấy chưa tới nơi, tâm sân nó cứ trào tới trào lui hoài. Rồi bây giờ làm sao mà mình dẹp tâm sân? Quý vị thấy không phải mà dễ dàng mà để cho tâm sân đừng có trào lại, để cho mình nổi sân trong cái nhiều hoàn cảnh khác nhau là cả một cái chuyện khó khăn chứ không phải không đâu. Bởi vì quý vị biết cái trong các cái đạo quả đó, cái sự chứng đắc của các ngài, các vị mà đắc đạo đắc quả đó, thì cái tầng thánh thứ ba nữa, tức là A-la-hán mới mất tâm sân. Còn hai cái tầng thần, hai cái tầng thánh khác là Tu Đà Hoàn và Tứ Đà, mà tâm sân nó vẫn còn nhưng mà nó dạng nó bị thế rồi, cách xa trời với cái tâm sân mà chúng ta biết của một cái người phàm nhân như mình, ở một cái vị thánh nhân đó. Nhưng mà tâm sân nó vẫn còn đây chứ chưa hết đâu. Bây giờ khi trả lời, muốn trả lời cái câu hỏi đó, thiền sư đặt với quý vị cái câu hỏi: quý vị có biết tại sao mà sân sanh lên không? Tại sao mà sân sanh lên đây? Sân sanh khởi lên tại vì bạn có một cái ý nào đó hay một cái suy nghĩ sai lầm nào đó về một cái hoàn cảnh hay một đối tượng nào. Khi có một cái hoàn cảnh nó xảy ra hay một cái đối tượng nào tới, tự nhiên tâm sân mình thấy coi chừng trong này mình có cái ý, mình có thể dùng cái chữ là thành kiến với cái đối tượng rồi đấy. Do đó người đó lúc mà khi mà mình đã có thành kiến rồi thì là khi mà cái thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét thì trái bồng hòn nó cũng méo thôi. Do đó người ta làm cái gì mình cũng ưa hết trơn. Vì vậy thiền sư nói không phải là cái tâm sân này chỉ là biểu hiện bên ngoài, nhưng mà cái ý ở bên trong đối với đối tượng, đối với hoàn cảnh đó mình làm như thế nào, mình cái ý của mình như thế nào. Vì vậy khi cái ý hay cái sự suy nghĩ của bạn vẫn còn tiềm ẩn ở trong này, ở trong tâm của bạn, thì khi đối tượng xuất hiện, ý này xuất hiện theo và sân nó phải khởi sanh lên rồi và nó trở lại. Hành giả làm cái công việc của mình là quan sát tâm sân thì thấy tâm sân giảm, nhưng mà bạn không hay chưa buông bỏ được cái ý của bạn về đối tượng đó, lý do tại sao mà tâm sân nó quay trở lại. Bạn chỉ quan sát vậy thôi, bạn quan sát cái gì? Bạn quan sát sự khó chịu và bạn quên rằng trong tâm của bạn nó còn một cái ý nữa, và nó là nguồn gốc của tất cả những cái sự trở lại của những cái tâm sân này. Nói cách khác, bạn chỉ để ý tới tâm sân nhưng bạn chưa thay đổi ý của bạn. Bạn chỉ thấy tâm sân có mặt, bạn duy trì chánh niệm theo những cái lời hướng dẫn tu tập và bạn quên còn cái ý bên trong nữa. Và cái này nó phải đòi hỏi mình cái nhiều cái sự tu tập, nhiều cái sự quan sát để mình chấm dứt nó. Tôi lấy ví dụ, bạn nghĩ rằng
khi tu tập chung và có một cái thiền đường để các hành giả lên đó tu tập đó, thì những cái người mà lên trên đó, nhớ đừng có nói chuyện. Tôi thấy rất là nhiều người nổi sân vì những người khác nói chuyện ở trên thiền đường. Tại vì cái ý của bạn suy nghĩ rằng là hễ lên trên thiền đường thì không được nói chuyện hay làm ồn ở trên thiền đường. Vì vậy thấy ai đó nói chuyện trên thiền đường là mình nổi sân. Quan sát sân, sân giảm, tâm dịu xuống. Nhưng vài bữa nữa có người khác lên thiền đường và nói chuyện, sân này nổi lên trở lại, sân trào lại vì bạn vẫn còn bám vào cái ý không bao giờ được nói chuyện trên thiền đường cả, cái chỗ ta tu tập sao lên trên đó nói chuyện. Đấy, đơn giản vậy thôi. Bạn chưa buông được cái ý này, chưa nhả được cái ý này thì tâm sân nó phải trở lại thôi, không có cách nào khác hơn được. Nhưng mà đặt cái câu hỏi này, ví dụ như mình nói rằng đi lên trên thiền đường á, đừng có nói chuyện, nhưng mà đối với người khác á, nói chuyện không sao cả. Đó, sư thường thường sư kể cho quý vị nghe cái một lần đó, sư lên trên thiền đường đó, là sư gì đây, sư bực bội lắm, bởi vì ai mà lên trên thiền đường mà nói chuyện hay là mở điện thoại mà không có chịu tắt đó, là sư không chịu được. Có một lần đó có một cái vị hành giả đó, người 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 đại đại hàng, ông này là một ông sư quý vị, mà ông lên trên thiền đường ông không nói chuyện nhưng mà ông đi ầm 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 ầm. Thế mà sư thấy cái sư đó là sư nghĩa trung tâm, sư sư sải gì mà đi cái lũ gian cướp vậy, không thấy tất cả mọi người ta đang ngồi tu ở sao. Nhưng mà cái sự suy nghĩ của sư về cái vị này thật ra không đúng, là tại vì cái ông này ông cố ý mà cái thói quen của ông vậy thôi, ông không có thể dịu dàng được cái bước chân. Và sau này sư để ý rằng là các vị ở bên đại hàng là người nào họ cũng đi như vậy trơn, và họ cho cái chuyện đó chuyện bình thường, tôi đâu có cố ý làm ồn đâu, bước chân tôi đi như vậy à. Nhưng mà cái đó nó về nó trở lại sao. Nhưng mà có một lần cái câu chuyện xảy ra là trong khi mà sư đang ngồi đó đó, thì cái ông sư đại hàng ông chưa có lên, thì sư bắt đầu hành thiền. Sư ngồi thiền được chừng 10-15 phút thì ông sư đó ông lên, thì lúc đó cái tâm của sư nó rất là buồn ngủ. 10-15 phút vô là bắt đầu thấy nó giả dụi rồi, nó buồn ngủ rồi, thì ông kia ông lên đó, ông lên âm 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 âm, sư nghe tiếng động của ông lên đó thì tự nhiên sư dọa, sư giật mình, sư giật mình thì sư trở lại cái đối tượng của sư trở lại trong thân, và sư nhờ cái tiếng động đó, nhờ ông kia âm âm như vậy mà nó giúp sư tỉnh ngủ và sư tiếp tục sư có thể là duy trì được chánh niệm. Như vậy thì cái ý của sư về vấn đề là cái làm ồn trên thiền đường đâu có đúng, có vậy không? Nhưng mà khi nào cũng vậy, Phật giả là mình thấy là mình vô mình đi chùa chẳng hạn, mình thấy rằng là người ta vô trong chánh niệm, người ta ngồi nghiêng, ngồi ngửa, người ta ngồi không có trang nghiêm, mà trong khi mà chữ tăng đang ngồi phía trên bục, Phật giả là trước mặt bằng Phật, mình cũng thương, mình cũng thích. Cái ý này nó có ở trong tâm của mình rồi, do đó khi mà người ta làm như vậy mình cũng chịu. Vì vậy ông Thiền Sư nói rằng bạn quan sát tâm sân, cái đó đúng rồi đấy, nhưng mà bạn phải để ý tâm trong cái này tâm sân nó nói cái gì này, chính cái ý này là cái nguồn gốc của tâm sân. Thưa sư, như vậy chính cái ý hay cái quan kiến là điều chính phải vậy không? Cái ý, cái quan kiến và cái sự chấp chặt vào trong cái ý này, ai cũng có cái ý hết trơn. Người thì nói rằng lên thiền đường đừng có nói chuyện, có người thì nói kể đến ta muốn nói. Phật giả đôi khi ta lỡ mà làm sao bây giờ đây? Hồi nãy mình nói rằng đó, hành giả là cái người phải chấp nhận hết tất cả những cái trạng huống gì xảy ra, bởi vì mình đâu có phải tu mình à. Mình đi tới cái chỗ đó mình tu, tức là mình gặp rất là nhiều người và nhiều cái ý khác nhau, chứ không phải là người nào cũng giống người nào hết trơn. Vậy thì nếu như mà cái có câu chuyện xảy ra, cái việc trước tiên là mình đừng có chấp vào trong cái ý của mình. Thì mình chấp cái ý của mình là mình khổ à, đơn giản vậy thôi. Đó, ví dụ chẳng hạn như hồi xưa chắc là mấy năm trước, sư sinh hoặc cái nhóm đi từ đó của anh Eric đó, anh tổ chức cái nhóm đó, thì tôi thấy bà con vô trong thiền đường chánh điện nói chuyện cũng sầm, là vì tại vì sao, vì cái chánh điện nó cũng là phần ăn nữa, mà người hay ngồi ăn thì hai người mà ngồi ăn là dòm qua dòm lại thế nào cũng phải nói nè, cái thói quen bình thường như vậy. Vì vậy bây giờ mình nói rằng là đó, quý vị tới đây quý vị thấy không, để chánh điện cái chánh điện trước mặt Phật nhớ thôi, đừng có giảm bớt cái chuyện nói đi. Nhưng mà cái các vị đâu đâu có ý thức được rằng là cái chuyện mà im lặng trong khi ăn uống nó có lệ lạc thôi, chưa có chưa tới tôi chưa được, tôi chưa có nhiều, tôi chưa có hiểu. Vì vậy nếu mà mình áp đặt ý của mình là mình khổ mình trước à, mình làm khổ mình trước là mình không thay đổi gì được cái chuyện xung quanh hết trơn.
cái ý, cái quan kiến, và thêm một cái nữa là sự chấp chặt vào ý này, càng bám chặt tâm sân càng mạnh. Khi quan sát sân, bạn không hay bạn chưa biết quan sát cái nhân làm cho sân sanh khởi. Tôi thường đặt câu hỏi với quý vị hành giả, quý vị có biết tại sao sân sanh lên không? Đơn giản là vì bạn đã có một cái ý nào đó về đối tượng hay về một cái câu chuyện đã xảy ra. Rồi bạn dính vào đó, bám vào đó, cho nên sân nó sanh lên. Tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế nọ, và tôi muốn mọi người phải làm theo đúng ý này. Làm sao mà mình muốn mọi người theo đúng ý này được? Có vậy không? Trong một cái phần trình pháp ngày hôm qua đó, có một vị hôm qua lúc kia Giê-xu Pin biết thời gian đó, hôm qua thì đúng là một vị đến hỏi về liên quan cái con cái trong gia đình, thì ngài thiền sư nói cái chuyện trước tiên mà bậc cha mẹ cần phải làm, và nếu là người mà có tu đó, cha mẹ là cha mẹ có tu đó nghe, chứ không phải là cha mẹ mà không có biết tu, biết tu thôi thua không có nói được, thì phải nhớ rằng là mình đừng có áp đặt ý của mình lên trên con cái. Con cái nó cũng là con người mà, nó cũng có thân có tâm của nó, có những chuyện nó không thích, có chuyện nó thích, và mình muốn như vậy, nhưng mình có nghĩ rằng là mình con mình nó cũng sẽ muốn như thế chứ chắc. Và đôi khi cái sự áp đặt này đã làm cho cái cha mẹ đau khổ mà con cái cũng đau khổ nữa. Cái điều này nó hoài, con của mình nó hư hay là nó tốt là do rất nhiều cái lý do, chứ không phải là do nhiều cái nhân, chứ không phải là cái chuyện là mình không biết dạy nó, chả là nó không theo ý mình, chứ chắc cái ý của mình nó đã tốt nữa. Thì sư nói rằng là hồi xưa tôi ngỗ nghịch cái lắm, tôi phá dữ lắm, tôi quậy dữ lắm. Đấy. Ba tôi, má tôi cũng như các anh của tôi muốn chuyển tôi, muốn cho tôi tốt, nhưng mà họ không hiểu rằng tôi là cái thằng ưa quậy mà, kêu tôi làm tốt tôi sẽ làm xấu, không có hiểu cái tâm của tôi. Vì vậy đâu có được, đâu có giải quyết được cái vấn đề. Cho mãi cái lúc mà khi mà tu tập rồi, tôi tự động tự tôi này, tôi chuyển, tôi không có phàm, không có quậy nữa, không phá nữa, là bởi vì cái tuổi, cái thời gian nó phải đi qua rồi. Và bây giờ nó với cái sự tu tập tôi hiểu rằng, chứ ông có kể cho sư nghe một cái chuyện liên quan tới cha mẹ của ông nói ba tôi có thói quen này mà tôi nói nghe là đánh à, sẵn còn cây còn gậy là cái thứ gì các bạn, là ông cầm ông quơ ba thứ gậy rồi đánh, rồi đó là đánh thì tôi chạy, nhưng mà chính nào tập đó à, tôi không bỏ rồi mà gì đây. Ông cứ nghĩ rằng là đó, hễ mà nếu như mà nó có mình, con mình mà nó quậy nó phá thì phải đánh cho nó sợ nó chừa thôi, nhưng mà tôi đâu có chừa. Trước mặt ông tôi có thể là tôi không làm, nhưng mà sau lưng ông tôi làm nhiều chuyện động trời lắm, ông không biết. Bà mình nhất là bà má tôi mà bà biết thì chắc là bà chết quá chịu nổi. Thế nhưng mà gì đây, cuộc đời nó không phải là như theo ý ông bà muốn. Sau này khi mà tôi tập tôi mới hiểu rằng là cha mẹ mình muốn sửa mình là cha mẹ mình muốn mình tốt, có đơn giản vậy thôi. Nhưng mà làm tốt theo cái ý của họ, muốn tốt là phải như vậy như vậy như vậy nè, và cái ý này cũng đúng. Đánh đánh một cái đứa nhỏ thì nó đâm lì à, chứ đâu có được gì đâu. Nói năng, tại khi mà tôi gặp thầy thầy của tôi là Ngài Thượng Sư, tôi mới thấy là cái cách giáo dục của Ngài khác và hợp ý tôi nè. Do đó tôi thương ông, tôi thương Ngài Hòa Thượng còn thương hơn ba tôi nữa lúc đó đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rằng là cha mẹ làm như vậy vì cha mẹ thương mình, nhưng mà cách của cha mẹ lại làm như vậy là bởi vì không hiểu, không hiểu phải làm như thế nào. Bởi vì là hồi trước ông nội không nghe là ông đánh, đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ mình cũng theo cái công thức đó, thì con mình cũng nghe là đánh, thương nó là phải đánh, thương thương thì phải cho quay cho vợ. Việt Nam mình nói vậy phải không? Thật ra quay bỏ cái đâu có phải giải quyết được vấn đề đâu, có những đứa nít không chịu, nó làm theo ý của nó hễ cái ý cho của bạn mà chưa có đổi, thì khi câu chuyện tương tự xảy ra là tâm sân của bạn lại sanh lên. Như vậy thưa thiền sư, sự thực tập giúp chúng ta hiểu tại sao sân sanh lên phải không? Đúng thế, nhưng hiểu tại sao đây nghĩa là tại sao mà tại sao không phải là ô tại sao ông này cũng làm như vậy, tại sao bà này bà nói như vậy, thì do đó tôi bực bội khó chịu, đây là nói về thực tế thôi. Mà tại hiểu tại sao tức là nhận ra chính những cái trạng thái tâm, tức là tâm tham tâm sân tâm dính mắc và một cái ý nào đó chấp chặt vào một vào những cái điều này, do đó tâm sân nó mới sanh lên, và cái tâm tham tâm si nó càng mạnh thì tâm sân nó càng nhiều. Có nhiều người đó họ rất là thích sân nổi sân,
Tại sao? Tại nổi sân ra, họ họ thấy họ nổi sân ra, họ làm được việc, làm được cái nhiều chuyện và họ trở thành cái thói quen. Thế mà ai mà nói sơ sơ ra, vừa rồi khi mà nổi sân là thấy người ta sợ mình nữa, nghĩ là nó thấy cái được đó. Là mình cứ việc nổi sân, nó thói quen thì phục vậy đó. Như vậy cái tâm sân nó sanh lên để quý vị có cái tâm tham đứng bên cạnh nữa, còn thực sự nó có mà cả ba luôn, tham sân si nó đi từ cặp đến đi cả cặp, cặp đôi, cặp ba luôn, ba cái cùng một lượng. Bây giờ đó, đó là trả lời cái câu hỏi thứ nhất là thưa sư, tại sao mà những cái tâm, cái chuyện mà sân hận ấy, tại sao những cái tâm sân ấy, mình có ghi nhận có buông bỏ đấy, nhưng mà tâm sân nó vẫn trả lại như thường. Thầy sư nói rằng cái lý do là tại vì cái ý trong tâm của bạn chưa được thay đổi. Chừng nào cái ý của bạn nó thay đổi đi, tu tập cho cái ý nó thay, này nó thay đổi thì gì đây, thì may ra mới giải quyết được cái vấn đề tâm sân của bạn, nó không còn tạo tự trọng nữa. Ở đây sư đặt cái câu hỏi với thiền sư, nói bây giờ làm sao đổi ý này? Thấy cái tâm sân là đã là một cái chuyện khó rồi, thấy không? Bây giờ đang nổi sân này, mình nhận ra mình tâm mình nó sân rất là chấn động này, rồi mình duy trì chánh niệm, mình làm những gì cần làm. Còn đôi khi mình không có thấy cái điều đó, mình cứ cứ nhìn ra bên ngoài, mình đổ cho cái người đó tại như vậy, tại như kia, tại như đó. Cái tâm của mình lúc bây giờ nó mê mờ, mà nó không thấy lỗi của mình, nó chỉ thấy cái lỗi của người khác mà thôi. Thì sư hỏi thì sư gì chứ bây giờ làm sao mà để mà đổi cái ý này? Thì ngài nói rằng là đó, bây giờ mình tu tập đi, tính tấn niệm định rồi tất cả những cái thiện pháp này giúp cái tâm của mình nó dịu xuống, và khi mà nó dịu xuống rồi cái sự suy nghĩ nó sẽ khác. À, khi mà cái tâm mình nó đang chấn động quá thì suy nghĩ cái khác, còn khi mà mình nhờ cái sự tu tập cái tâm mình nó dịu xuống, nó bớt, nó giảm rồi, nó không còn háo hức, nó không còn bực bội, nó không còn nóng nảy nữa đó, thì mình thấy cái vấn đề nó là khác, mình hiểu cái vấn đề nó khác đó, bây giờ mình mới đuổi được cái ý này. Thì sẵn đó thiền sư nói với sư rằng là sư có nhớ có một cái cô tu nữ bên Việt Nam, cô qua đây cô gặp sư, nói là con nhớ bây giờ cô này cô già lắm rồi. Ông nói ở dĩ nhiên nói là cô ta 8 9 năm rồi, mà khi mà cô qua đây cũng đã già rồi. Thì cái cô này tôi còn nhớ, thì sư nói với sư này là khi mà cô lên cô truyền pháp, cô nói như thế này, cô nói từ sư con đi lên trên tiền được con ngồi, hồi đó thì về hạ tập bên thân được sư minh đó. Bây giờ đã đa phần hành giả qua tập đi trên tường của thiền sư thôi. Ngày hôm nay nè, hôm nay là ngày ngày rất nhiều thiền hành giả đã tới nè ở thiền đường, là tại vì ngày hôm nay là họ làm lễ dân y, lễ Katrina đúng không vậy, ngày 5 cây, và trong cái phần mà lễ dân y Katrina cũng có cái phần đóng góp của các Phật tử Việt Nam nữa, rồi có nhiều nhóm nữa, nhất là cái người chủ lễ sư nghe nói là cái người bên Mã Lai đó, họ qua bên này hôm nay là họ là chủ lễ đó, thì rất đông hành giả tới, họ không có tới tu tập. Thì bây giờ trở lại cái câu chuyện của cái cô mà tu nữ mà cô qua bên miến điện cô tu tập đó, thì thật sự nói rằng là cô đang ngồi thiền, cô đang ngồi thiền thì có một cái cô tu nữ nhỏ thôi, không biết có chuyện gì đó ở bên bên cái dãy bên riêng của mấy cô ở đó, cô chạy qua bên này cô kiếm cô này, và khi mà cô vô cô thấy cô này đang ngồi thiền đó, thì cô nói là cô không chờ được, cô tới cô đưa tay cô vỗ vai cô này, ý muốn nói cô đi ra còn có chuyện này gấp lắm còn nói. Thì cô này cô bực quá, cô này còn trình pháp thì thực sự mới con nổi điên rồi. Cái con nhỏ này nó làm cái gì mà nó gấp gáp, nó không thấy người ta đang ngồi thiền nó sao mà nó lại dỗ dai kêu đi ra. Thì cô nói con tính đứng dậy con ra, con cho nó một trận để nó biết rằng lần sau đừng có làm vậy, thế mà tôi ngồi thiền cái chuyện gì bỏ, lâu lâu tôi mới qua được miếng điện tôi tu tập, mà cái chuyện gì bên 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 cái dãy tăng xá đi, tại dãy của tăng mình đi ở, quân đi ở kệ nó, từ 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 về để giải quyết. Thì cô nói rằng cô nói như vậy rồi cô suy nghĩ, cô nói tôi kệ nó, thay vì đứng dậy đi theo nó, thay vì đi ra ngoài đó thì cô kêu nó và cô la cái cô tu nữ trẻ đó, thì cô nói tôi kệ nó để yên mình tính sao. Và trong khi mà cô ngồi chuyện như vậy thì cô trở lại tâm nó suy nghĩ, nó tạo tới trạo luôn, nó bực bội được cái nó cũng duy trì cách mình quan sát cái tâm nó diễn xuống từ từ và nó rất là yên. Thì cô thưa với thiền sư, cô nói sau khi mà cô ngồi một giờ thiền tâm cô nó tạm thời nó yên ổn rồi, cô muốn đi ra để mà cái tâm nó vẫn còn giữ cái ý là đi ra gặp cái cô kia để mắng cho cô một tăng cho đây, ta đang ngồi thiền mà chạy vô mình vỗ vai chi vậy. Thì cô nói lúc bây giờ tâm cô không còn muốn, nó đổi à, nó nói chắc có cái gì cũng quan trọng, thì bây giờ mình xả thiền ra thì quá mình có thứ sao,
nó không còn muốn đi theo cô này mà la cổ nói tại sao kia cái đó. Thì thiền sư nói chà, khi cái tâm nó yên nó, tư duy nó khác, còn khi cái tâm mà nó đang chấn động tư duy nó khác à. Vì vậy bây giờ bạn muốn đổi cái tâm của bạn ha, bạn muốn đổi cái ý của bạn về một cái đối tượng hay là về một cái hoàn cảnh nào đó, thì bạn phải nhớ bạn tu tập đi cho cái tâm của bạn nó chịu xuống, tâm của bạn nó bình yên, nó yên ổn. Tâm bình thì phải thế giới phải bình nào, tâm mà không yên thì thế giới bên ngoài cũng sẽ không yên mà thôi. Mình cứ nghĩ rằng là phải giải quyết cách này cách kia, nhưng mà với cái tâm chấn động thì mọi chuyện nó sai trái rồi, không có gì đúng hết. Vì vậy cái câu hỏi của sư, dạ thưa sư, bây giờ làm sao mà đổi cái ý này? Xong rồi thấy rồi, bây giờ cái ý bên trong nó rất là khó đổi, chuyện nó bây giờ phải tu thôi. Cứ mỗi lần nó cái tâm sân nó sanh lên, mình duy trì cảnh niệm, rồi mình thấy bực bội sân hận có nó có giải quyết được vấn đề không, giải quyết được vấn đề mà làm càng lúc càng làm khổ mình nữa. Do đó tự nhiên mình nhả à, hoặc giả mình chấp cái ý và ý của mình, ví dụ như sư sư đi hành thiền mấy năm mới miếng điện chấp đủ thứ chuyện à. Thế thấy ai mà tới thiền đường không có tu mà đi nói chuyện này thì sẽ ghét vô cùng, gặp sư sư cằn nhằn thường đủ, sư không có thèm tiếp. Ở nhưng mà cái cá tính của người ta như vậy mà, đôi khi đi đi mà nói chuyện như vậy, đôi khi người ta hiểu được những cái vấn đề gì đó mà qua thiền sư họ không hiểu, thiền sư nó không hiểu, mà đi kiếm bạn bè rồi hỏi qua hỏi lại gì, bên kia họ hiểu trong cái sự thực tập của họ. Vậy thì ý gì mà gọi là ý có đúng này, không có cái gì, ý gì mà gọi là đúng hết trơn. Mà cái ý dù cho có đúng chăng nữa, nó có phải chăng nữa mà mình chấp vào đó mình cũng khổ à. Khi mà nó nghiệm ra được, cái nhận ra được, nó hiểu ra được cái ý như thế này rồi, cái nguyên tắc như thế này rồi, không còn chấp cái ý của mình nữa. Sư nói chuyện, sư đi qua bên điện, sư thấy có một sư, sư đó cũng ở bên này lâu rồi, cũng qua bên được mấy năm, sư qua sau sư, nhưng mà sư ở bên trường thiền của ngài thì sư lâu năm rồi. Bây giờ sư qua sư không có tập nhiều nữa, đó là theo con mắt của sư thôi, còn sư này tập hay không sư không biết. Đó mình chỉ thấy ông đi ông dạy mấy đứa nhỏ, cả là đứa kim ra chơi đá banh đồ cứ vậy, là không đi cái chùa này chùa kia làm phước. Sư suy nghĩ rằng ông sư không nên làm như vậy, ông sư nên để thì giờ tu tập, mà nếu mà tu tập không được thì đi về, đừng có ở đây mà làm những cái chuyện đó. Cái chuyện đó là cái chuyện không phải là cái khả năng chung của mình, nhưng mà không, cái ý đó chắc là đúng. Thế khi ông làm những cái như vậy mà ông kiếm được thì giờ ông vẫn tu tập, ông vẫn là lên ông gặp thiền sư và ông trao đổi những cái chuyện mà tu tập với thiền sư, mình đâu có biết nha. Vì thì cái ý gì mà gọi là đúng đây, mà cho dù có đúng chăng nữa thì chỉ đúng với mình thôi à, chứ không phải đúng hết tất cả với mọi người. Bởi vì mỗi người tâm tính nó mới khác mà làm sao. Hồi xưa đó sư tập, bắt đầu sư tập bằng phương pháp nhân thân, không xẹp là sư cũng chấp vào đó. Thế mà thường nói thường Vipassana, thường tứ niệm xứ là phải có phòng xẹp, không có phòng xẹp được. Bây giờ mình học mình thấy đâu phải, rồi bây giờ mình học mình thấy phải rồi, mình cũng hồi đó mình bỏ cái phương pháp đó đi, mình khó chịu lắm, tại sao mình đi lộn đường như vậy. Nhưng mà thật ra không phải, cái nhân duyên nó đưa như vậy thì phải làm như vậy thôi. Và nếu mà mình áp dụng cái ý đó vào cho tất cả những người khác, mình sẽ khổ đấy, và mình cũng thay đổi người ta được. Đó. Thì bây giờ nó muốn mà thay đổi cái ý là nó phải đòi hỏi một cái thời gian mình tu tập rất là nhiều. Cái gì không? Mình quan sát hoài, mình quan sát hoài, quan sát hoài. Mình để ý cái tâm của mình hoài. Và mình thấy tất cả những cái ý, cái gì mà mình bám chấp vào đó là mình đau khổ à. Và cái chuyện mà mình muốn nó xảy ra, thật ra nó không xảy ra. Không phải mình muốn là nó xảy ra đâu. Nó phải có điều kiện nó mới xảy ra. Nhân quả mà, cái gì không? Đó thì tạm thời suy nghĩ chút xíu, quý vị trong nhóm DC mà có bạn ở đây không biết là có gì hay có gì thắc mắc nữa không? Dạ con kính trên sư, dạ không ạ, dạ sư cứ tiếp Không có tục, gì ha. con lấy nốt, À, dạ con lấy nốt ạ. à, à, tôi sẽ tiếp tục nha. Rồi các bạn khác có gì muốn hỏi không? Chắc nghe cái chuyện này cũng nhiều lần rồi, đâu có cần chi hỏi nữa phải không? Sư hỏi như vậy không phải là sư thiết thiết tha cái gì quý vị hỏi, mà sư muốn quý vị hỏi để suy nghĩ chút cho nó khỏe chút gì đâu. Thấy không? Cũng có cái ý trong này nữa. Cứ hỏi đi, người ta không hỏi, trong khi người ta ngồi yên, người ta hỏi thì mình ngồi yên, mình ngồi yên mình khỏe được một chút. Mà bây giờ quý vị không hỏi thì sư bắt buộc sư phải đọc tiếp. Ừ, cho con À, ừ. hỏi đi cái gì? Mô Phật. Đúng là đây là đúng là bạn đó nha. Dạ sư cho con hỏi, nếu như mà
người khác giận mình mà ngoài cái khả năng của mình có thể đáp ứng được đó, thì mình làm sao sư? Thôi thì phải làm sao, làm sao bây giờ không, bây giờ đó, bây giờ mình dạy con mình, nó con cái của mình, gia đình của mình, cha mẹ của mình nữa đi, bây giờ không, đây là người thân của mình rất là thiết tha, mình muốn họ làm những cái chuyện tốt này đó. Nhưng mà mình muốn cũng chưa chắc có được, mà họ muốn cũng chưa chắc là mình đã làm theo ý của họ được, có vậy không? Cô hỏi câu như nói rằng là mình thấy người ta làm cái chuyện đó rồi mình không có thể nào giúp người ta được, mình không có đáp ứng được, như vậy có phải làm như thế nào, có vậy không? Hay là người ta expect mình làm theo ý người ta. Đó, thì mình làm Người sao ta mình. trông đợi mình làm theo ý của người ta. Người ta muốn mình làm theo ý người ta. Mình không có khả năng làm. Thì thôi đừng làm. Tôi đừng làm, ví dụ chẳng hạn như quý vị muốn một ngày một tuần sẽ làm Zoom cho quý vị 2-3 lần sẽ làm sao nổi, chẳng về thì thương quý vị rồi sư bỏ sư hay sao, sư cũng phải lo tu nữa chứ, Vì vậy thôi bây giờ mình sẽ cố gắng mình làm cho hết lòng của mình, và nếu như mà họ buồn phiền thì thôi đó là cái chuyện của họ thôi, chẳng biết làm sao. Đây là sư kể một câu chuyện nghe liên quan tới ngài Sotika, quý vị chắc có vẻ quý vị nhớ ngài Sotika ha, biết ngài Sotika đó. Có một sư nói xưa có một cái gia đình, đó là một cái nhóm người đó, họ từ ở đâu xa rất là xa, nhiều nơi khác nhau, họ tới qua miếng điện này, họ thăm ngài Sotika, họ đợi tới 5 tiếng đồng hồ để mà muốn gặp cho được ngài Sotika và cư chuyện với ngài, không có tiếp họ, họ phải đi về, ngài không có muốn, ngài nói họ tới mà họ không có nói trước, ngài không có tiếp, ngài không có sẵn, ngài không có giúp được. Có thể vì lý do sức khỏe, vì lý do từ giờ, nhưng mà cái vấn đề là ngài không có muốn áp đặt ngài cái chuyện này, ngài không thích. Cái khi mà sư đó nói chuyện đó, thì có thiền sư ngồi đó nữa, thì sư hỏi thiền sư xuống ấy, như vậy trong này là có bản ngã trong này, vì người ta làm không theo đúng ý mình, do đó mình không có muốn, đơn giản như tôi. Thì ngài thiền sư nói rằng trường hợp của ngài Sotika mình phải thông cảm cho ngài, bởi vì rất là nhiều người muốn tới gặp ngài mà làm sao mà tiếp hết được, mà làm sao mà thỏa mãn hết tất cả mọi người, do đó phải đặt cái này gọi là nguyên tắc, chứ không phải là chấp vào cái ý của mình. Nguyên tắc của mình là mình không có đủ sức khỏe, nguyên tắc của mình là mình không đủ thì giờ, mình muốn hành thiền, muốn làm những cái chuyện riêng tư của mình, thì những người khác họ tới và họ đòi mình ra, mình gặp họ nói tùm lum tà la, họ đi về, họ cúng dường không được. Ngài muốn, nguyên tắc của ngài là ngài muốn sống một mình yên tĩnh, khi nào mà ngài cảm thấy mà thuận tiện thì ngài làm, mà còn không thôi ngài trả lời không. Và thiền sư nói ngài không có giữ như vậy thì ngài sẽ bị tràn ngập, và bởi vì người ta tới liên tục chịu ngộ đấy. Thì quý vị thấy cái cuộc đời của mình nó đâu có phải là một cái công thức ha, nó tùy theo mọi chuyện. Nhưng mà ngài thiền sư lại nói thầy của tôi là ngài thiền sư, mới bao nhiêu người tới cũng được cái, ngài không có nói năng gì cả đó. Thì ngài tới mà họ tới họ đánh lễ ngài, họ dâng cho một đôi dép, họ dâng cho cái quả, họ dâng cái này cái kia rồi đó. Họ nói 5 điều 3 chuyện rồi ngài hỏi có cần chi hỏi, họ đâu cũng cần hỏi, chỉ cần tới gặp gặp mặt mặt ngài thôi, ngài cũng ngồi yên, rồi cuối cùng là họ không có gì hỏi thì họ đứng dậy, thì ngài cũng làm thinh thế thôi. Thì hai hai cái người nó hai có cái hai cái bản chất nó khác nhau. Bên kia là thôi, nếu mà đảm cần có gì không không đừng có tới, đừng có gặp, còn bên này cứ muốn gặp thì tới gặp, nhưng mà nếu có cái gì tôi cũng chẳng nói, quý vị cũng làm thinh thì thôi. Ngộ cái gì đấy thì quý vị coi coi cái nào nó hơn, quý vị làm đó, không có một cái công thức nào tôi chắc chắn ha. Mình tu tập mình thấy vấn đề là bây giờ mình phải giữ tâm cho yên ổn, giữ tâm mình cho đừng có để quá chấn động, thì mình sẽ thấy cái chuyện gì mình cần làm, chuyện gì hợp với mình, không hợp với mình, cái chuyện gì mà mình có thể có khả năng mà mình không có khả năng. Và khi mình làm được như vậy thì nó vui hết cả hai bên. Người kia có thể không vui, nhưng mà làm sao mà mình you should say yes, but sometimes you have to say no. Ta nói vậy đó, Tây nói vậy. Không phải lúc nào bạn cũng yes hết trơn đâu. Phải no chứ. Rao Y Nhi, không biết là khi trả lời câu hỏi Y Nhi chưa? Dạ, mẹ con cảm ơn sư. À, được rồi. Dạ. Rồi, Dạ hỏi thưa đi. sư, dạ con là Thủy, con muốn hỏi một cái là nói về cái ý thì một cái tâm Không phải sân một mình là cái mình đâu, một câu chấp hỏi nhiều chấp cái vô. quá lắm. Dạ con hỏi một cái ngắn thôi. Là ví dụ như khi mình bị hiểu lầm á sư.
hiểu lầm ý đó, ý tốt của mình. Thì con nói trường hợp tình huống là ví dụ như con có muốn, tại vì con ở xa mà người chị con bị bệnh đó, rồi con muốn gửi đồ lên để mà thức ăn thực phẩm gì đó, tại vì con không có tiền con lên, dụ lâu lâu con mới lên được, thì con có cái người quen hay đi ngang qua cái người bạn quen đó thì con gửi, nhưng mà người ta lại nói con là phiền hà mắc công, người ta không không có muốn, cái người ta cằn nhằn con, thì như vậy con cảm thấy lúc đó con quan sát thấy cái tâm nó khó chịu, mình có cái ý tốt thì Tốt, nhưng mà ai cằn nhằn, cái người bạn cằn nhằn hay là người chị cằn nhằn, ai cằn dạ nhằn người luôn? bạn, và cái người Người bạn bạn cằn đưa nhằn đồ thì cho đúng rồi, thì mình cứ gửi người ta hoài thì ta phải cằn nhằn cho đúng rồi, chứ còn gì nữa. dạ, cũng lâu lâu mới cũng hàng tuần gửi lần thôi, mà cũng bị cằn Ô đúng nhằn rồi, nữa. đó là cái cô thấy hàng tuần, nhưng mà cái bà đó bà đâu có liên, có thương bà chị của cô đâu mà bắt bà làm hoài vậy, thấy không? Bây giờ đây này, thì Dạ quên văn hóa cái chuyện mà mình làm mình cho gửi cho bà chị em của mình này, thấy không? Mà dạ ngay dạ cái bây giờ mình muốn người ta làm phước giúp cho mình, quý vị gửi từ tiền bên Mỹ là bên Việt Nam ở đâu qua bên Miến Điện này, quý vị nhờ người ta đi làm phước, người ta cũng mệt mỏi lắm chứ đâu phải dưỡng chơi. Ví dụ sư qua cái chuyện đó sư biết mà, ví dụ quý vị nói vậy à, thưa sư con muốn mà sư làm sao mà giúp đỡ cho tụi con cúng dường cái chùa ni, ý rất là tốt nè, nhưng mà việc trước tiên là sư phải đi hỏi ai có thể là qua liên lạc được bên chùa ni, chắc bởi vì sư không có thì giờ, mà sư cũng không có khả năng, cũng không có được nói năng ngôn ngữ mình không được để mà liên quan với các cái sư cô bên đó. Bây giờ phải đi nhờ một người, người đó phải qua sắp xếp bên đó hỏi, rồi bây giờ là mình phải chuyển tiền cho người đó hoặc dẫn tiền người này giả chuyển tiền cho người, cứ chờ ấy đủ thứ chuyện ra thôi. Thì ngay cái chuyện làm phước đó, cái gì tưởng là mình cứ nhờ hoài người ta cũng mệt mỏi. Thật ra ví dụ chẳng hạn như mình nhờ rồi, mà ví dụ chẳng hạn như họ cần tiền để đi xe, hoặc giả là họ cần gì đây gọi điện thoại hay là cái gì đó, mình sẽ cố gắng mình tạo cho họ cái phương tiện tốt nhất mình có thể làm để cho họ giúp mình, phải có cái sự trao đổi vậy thôi, chứ còn không không được đâu ở đời mà, theo ý của sư là... Ví dụ chẳng hạn như bây giờ thôi, những hồi trước là sư ưa gửi tiền về sư làm phước bên nhờ sư có cái em của sư cho gia đình này, gia đình nghèo xây nhà xây cửa, mình cũng phải giúp cho sư có cái phương tiện để đi tới đi lui, để giúp cho phương tiện của ông, để ông có cái phương tiện ông sống nữa, thấy không? Thì mình phải phải quan tâm tới cái người giúp mình, thì may ra họ mới biết ở đời mà làm sao, ai mà ở đó mà làm không cho mình, thấy không? Trong gia đình sư cũng thấy vậy đó, gửi tiền đi về Việt Nam rồi vậy, hồi đó bà dì của sư bà còn sống đó, bà ưa gửi tiền bên ngoài đó. Cho nó mình gửi hoài là người ta cũng bực à, vì bà thương cho mấy người bà con họ đâu có thương à, mình thương bên nội họ đâu có thương, gửi cho một cái cô mà ở bên phía bên phía ba sư đi đi giúp đỡ một cái gia đình bên phía mẹ của sư, nhưng mà ông kia ông đâu có ưa, có khi gửi ông làm thinh ông để đó, bởi vì sao bây giờ mình gửi cho gia đình của mình thì mình cũng phải cho họ chút đỉnh đấy. Có qua có lại, ý là sư nói vậy thôi, sư cũng biết nữa, cuộc đời nó sư không có ở ngoài đời nhiều, mà hiểu à. sư thấy mình cũng phải là có qua có lại rồi giúp người ta. Dạ. Ví dụ chắc là như bây giờ mình nói chuyện chùa này, thấy không? Ở trong trường thiền của ngài thiền sư Tejaniya ở DV này này, ngày hôm nay là cái ngày làm lễ với Ikatina, sư hỏi thiền sư đó, nghe nói mời rất nhiều cái Phật tử ở trong làng tới để dự lễ Ikatina, thiền sư nói không, không mời hết, và mời những người nào mà họ có cái đức tin và mỗi sáng sớm mà họ ra họ để bắt cho chư tăng trong nhóm của mình đi, ví dụ mình đi xuống đi trong cái đường đó mình thấy có chúng 20 gia đình họ thường ra và rất là thường xuyên họ tới họ để bắt cho các sư, hoặc giả là quý cô tu nữ ở trong cái những cái chùa khác họ tới ở trên ở chùa ngoài thực sự họ làm cái gì họ giúp đỡ đó, thì bây giờ mình mời những người đó tới thì quý vị có thể thấy được bữa qua đối lại không, mình tưởng là họ ta mời một cách tự nhiên những người trong làng, nhưng mà phải đâu phải đâu phải mời ai hết trơn đâu, chỉ mời những người nào mà mình nghĩ rằng là họ là Phật tử, họ có đức tin để Tam Bảo, họ có đức tin để Chư Tăng, họ làm phước mỗi ngày, thì để mà trả lại cũng giống như là để đáp lại cái đức tin của họ, rồi mình mời họ tới họ dự lễ dâng y với sinh hoạt của chùa, có qua có lại làm sao Dạ, ra cuộc. con cảm ơn sư ạ. Dạ. Có phải ra chuẩn bị nào nữa? Bây giờ cái câu hỏi thứ hai của cái nhóm DC ấy, nói về vấn đề tránh né đối tượng.
À, thưa sư, khi mà con thấy tâm sân mà sanh lên, con nhận biết trạng thái tâm này, con muốn tránh cái đối tượng nó bỏ đi chỗ khác. Bởi vì mà ngồi đó mà còn ngồi liên hệ với họ nữa là càng khổ nữa. Làm thế để giúp tâm con nó nguội xuống, do thấy mình còn yếu quá không hành nhẫn được, ngồi đó là đắc nổi sân nữa. Nhưng tưởng tâm sân đã trôi qua quên đi, nhưng nó cũng tạo lại ở nhiều lần, có nhiều việc khác nhau. Thì sư nói rằng trong cái việc mà giải quyết vấn đề tâm sân, bạn tránh né là tránh lúc đầu thôi, tâm bạn còn yếu chắc tránh né không có giải quyết được cố cáo vấn đề. Nghĩa là bạn khi bạn xa đối tượng thì cái tâm của bạn nó yên ổn, nhưng mà gần người ta sắp ta lại thì là mình đổ sân nữa. Vì vậy tránh né không phải là cái giải pháp rốt ráo để giải quyết vấn đề. Tránh né sẽ không bao giờ giải quyết thật sự vấn đề cả. Nếu tránh, nếu cái gì mà cần tránh thì tránh cái ý của mình nè, ý là đừng có giữ cái ý của mình trong tâm, tránh là tránh cái đó đó, thì mình không đổ sân với người ta. Nếu cần tránh, tôi khuyên bạn nên tránh cái ý trong tâm của bạn, tức là tránh cái ý, tức là đừng có tham đắm, đừng có bám chặt vào trong cái ý của mình. Đối tượng bên ngoài không phải là nhân chính cho tâm sân sanh lên. Người trong gia đình giận hờn nhau, bỏ đi tránh mặt một thời gian cho tâm bất hờn bất giận, nhưng rồi sau đó phải trở về để sống với nhau nữa thì đâu cũng hoàn đấy mà thôi. Đổi đối tượng tâm cũng đổi theo, nhưng giải quyết vấn đề chưa giải quyết vấn đề thực sự. Gây gổ với nhau đó rồi bỏ đi, người này mới đi phía này, người kia đi phía kia, để cho nó dịu xuống đi. Tâm nó yên ổn thử. Có nhiều người nó bỏ thôi, vợ chồng cứ cãi nhau rồi, thế để bà muốn làm gì bà làm, mình đi đi Hawaii, là mình đi về Việt Nam, mình đi chỗ này chỗ kia, mình chơi cái chỗ khỏe cái đi. Tức là mình tránh đối tượng đó, mình tránh đối tượng là khi mình gặp trở lại là mình cũng cũng còn cũng, tâm sân nó chưa giải quyết mà. Người trong gia đình giận hờn nhau bỏ đi tránh mặt một thời gian cho tâm bất hờn bất giận, nhưng mà thời gian sau về sống chung lại thì đâu cũng vào đấy thôi. Đổi đối tượng thì tâm nó đổi thiệt, khi bạn không gặp người ta thì tâm của bạn nó yên ổn, nhưng mà gặp trở lại nó sẽ nữa. Mục đích của sự tu tập giúp chúng ta hiểu một điều gì đó về tâm sân. Bạn có thể hiểu bất kỳ điều gì về nó, và có cách nhiều cách để hiểu, và đây là tôi xin nói cái cá nhân tôi đã hiểu gì về tâm sân. Cá nhân tôi lúc mà còn cư sĩ đó, khi quan sát tâm sân tôi hiểu, tôi nhận ra điều thứ nhất là tâm sân nó thật ra nó chẳng tốt lành chi cả. Tâm sân không giải quyết được vấn đề đó, nhưng mà làm với cái tập khí của mình vậy à. Đúng đấy là mình nổi nổi sân, mình la, mình nói là không sùng, nhưng mà tôi để ý rằng tôi thấy rằng là tâm sân không không tốt lành, chẳng tốt lành gì cả. Mình là mình chính mình khổ, mà luôn cả những người quanh mình, trong đó là thân thương, là người thân, thích ruột thịt của mình, bạn bè của mình không. Mình làm khổ chính mình rồi mình làm khổ tất cả những người khác nữa. Tôi hiểu thật sâu sắc là sự sân hận hoàn toàn không đem lại sự tốt lành, sự an vui, sự an lạc cho một ai mà liên quan tới nó. Do đó khi sân sanh lên, dù những tâm sân thật nhỏ nhặt, nhỏ nhoi chút đỉnh đó thôi, tôi cũng phải quan sát cho thật cẩn thận cho đến khi nào nó triệt tiêu. Khi tôi tâm tôi đang yên ổn bình yên thì tôi gọi là số zero. Bây giờ tâm sân nó rửa lên thì từ zero nó lên một, tôi phải làm cái sao mà tôi đem nó trở lại số zero. Cái câu này cái câu này thì sư đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà sư thấy muốn như thế tức là mình phải tập nhiều lắm đó. Chứ không phải từ zero lên một rồi mình đem dễ dàng xuống zero đâu. Tại vì nhiều người hỏi như vậy rồi nói với thiền sư đó, tôi làm không được. Thì ông nói phải tập chứ đâu có phải là muốn làm cái làm được đâu. Cái chi cũng dễ ra anh chị em ạ. À, không phải cái công thức người ta nói cái mình làm được đâu. Thì giống như tất cả mọi chuyện, mình nấu ăn hoặc giả là mình làm một cái công chuyện gì đó thì nó đòi hỏi mình cái thời gian mình phải thực tập à, chứ đâu có phải là mình muốn cái mình làm được liền đâu. Phải vậy không? Người ta đã chỉ hết lòng đó. Đôi khi có nhiều người họ chỉ cho quý vị nấu nướng cái gì đó, họ chỉ hết lòng, hoặc giả làm cái câu chuyện gì lợi lạc cho quý vị, ta chỉ hết lòng thì mình làm được đó. Thì tất cả cái gì cũng đòi ở cái sự thực tập ở trên. Vì vậy khi mà tâm sân xuất hiện, dù thật là nhỏ nhoi chút ít, tôi cũng phải cố gắng tôi duy trì chánh niệm để tôi quan sát cái tâm này. Và lúc bây giờ cái thái độ của tôi là tôi chẳng để ý về tất cả những chuyện gì xung quanh nữa, mà lo cho cái tâm của tôi sao bây giờ nó phải trở lại cái tình trạng bình yên như hồi trước. Khi tâm trở lại rồi, đây là một trong nhiều sự hiểu biết về sân. Tâm không còn muốn chấp chứa thích thú khi sân có mặt. Sân là cái gì dơ dáy bẩn thỉu, giống như rác rưởi và là phấn vậy đó. Khi tôi quan sát hoài tâm sân, tôi thấy tâm sân nó chả có tốt cái gì trời. Nó làm mình khổ, mà làm tất cả những người xung quanh mình khổ nữa. Mà tại sao mà
Mình cứ làm hoài là bởi vì do cái thói quen của mình. Bây giờ phải đổi sao? Đổi cái ý trong đầu của mình. Tâm khi mà tôi đã hiểu được rồi đó, thì tôi thấy cái tâm sân cho dù nó có gì chăng nữa, cái nói mình nổi sân đó mình có thể giải quyết được vấn đề của mình cho dù nó có giải quyết nữa, tôi cũng chấp chứa nó trong tâm của tôi nữa. Bởi vì nó có giải quyết cái vấn đề hôm nay nhưng mà ngày mai nó cũng chưa giải quyết được cái vấn đề ngày mai. Tâm không còn muốn chấp chứa, tâm không còn thích thú khi sân có mặt, tương tự như hẳn như rác đấy, không cho đụng, đừng được rờ, đừng có đụng tới, dơ lắm, bẩn lắm. Chúng ta phải cố gắng tìm kiếm ra phương cách, phương thức nào đó giúp tâm nó có sự hiểu biết, có sự tỉnh thức. Khi biết một chút về tâm sân hận, một khi tu tập để hiểu, khi một chút về cái tâm sân hận, khi này đang có mặt, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai mà tôi hiểu ra là khi mà tâm sân có mặt là do cái tâm tham nó đứng như sau. Mình chấp vô ý của mình ha, và thế mình càng chấp nhiều, mình tham nhiều, mình dính vô đó nhiều á, thì cái tâm sân mình càng nhiều. Và cái chuyện này là tôi đã kể trong cái chuyện mà tôi thường hay nói là tôi ý thức ra được cái tâm sân nó không có giải quyết được vấn đề, và là bên cạnh nó có cái tâm tham á, là như thế. Câu chuyện là như thế này, chắc có lẽ là anh chị em nào mà tập cái sư lâu rồi sư cũng có kể câu chuyện ông nói động đó. Hồi xưa mình tôi mới tu á, tôi ở cái chùa cũ là hòa thượng còn sống đó. Thì chúng tôi khi nào mà cần cái gì thì vô gặp hòa thượng thôi, nó không có một cái chương trình trình pháp hay là giờ giấc tu tập như thế nào, chỉ có ăn ăn xong rồi thì lên trên thiền đường cứ việc ngồi, rồi có cái chuyện gì mà muốn mà hỏi á, thì xin gặp ngài. Thì ngài có thường có thói quen, hòa thượng đó, hòa thượng Sự Minh đó mà còn sống, ngài có thói quen đấy là sáng sớm á 7 giờ ngài xuống rồi bắt đầu ngài nói những cái nguyên tắc về tu tập, nhắc nhở, ví dụ chẳng hạn như khi mà tâm sân nó khởi sanh nhớ phải thư giãn, phải duy trì chánh niệm, đừng có chấp cái ý của mình, vân vân. Đó là những cái về thực tập đó. Thì thực sư nói rằng những cái câu này nói rất là hay, nói đi vô trong cái sự thực tập, rồi mình đang trong thực tập nữa này, và khi mà ngài chỉ cho mình vậy đó, thấy nó mở ra cho mình nhiều cái sự hiểu biết kia lắm. Thì ông nói bữa đó đó tôi cũng như thường lệ là tới gần gần mà tới cái giờ mà hòa thượng sắp đi nói là tôi phải lên tôi kiếm cái chỗ cho thật gần ngài, tôi nghe, là bởi vì cái tiếng của ngài nói rất là nhỏ. Quý vị có gặp hòa thượng Kim Kiểu, quý vị biết ngài cũng nói rất là nhỏ, hòa thượng Sủng Minh cũng vậy, nhỏ lắm. Thành ra mà cái mic ấy, thì ba hồi đã nghe mới được, không điện bên bên điện mà đó, hồi có ba hồi không mà nó khi nó tắt cúp cái là thôi không nghe gì được cái trơn. Thì ông nói rằng là tôi cố gắng tôi lết, tôi cần cái ngày tôi ngồi tôi nghe, rồi mà nếu như mà điện có cúp chăng nữa thì tôi cũng ngồi sát để tôi nghe cho được ngài giảng giảng cái gì. Tức là thích ghê lắm, thích thú ghê lắm. Thì có một bữa là đang 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 nghe đang nghe yên ngủ như vậy, thì bên bên kia đó, cái phòng bên cạnh đó là cái chỗ mà ta rửa chén, trời nó làm ồn quá trời quá đất rồi, mấy cái thằng mà quốc cơ mấy thằng làm ở trong đó nó vừa vừa rửa chén mà vừa nó giỡn nó nói chuyện nữa, tôi nghe không được cái được cái bắt trời ơi, tôi nổi sao bực bội. Ông nói đây là cái con lắc đồng hồ. Tôi tự hỏi hồi nãy mình vô đây thì tâm mình rất là yên ổn, mà bây giờ sao bây giờ nổi sân, hồi nãy yên mà trước khi mà tôi vô mà tôi mà trước khi mà tôi hòa thượng tâm tôi rất là yên ổn, mà bây giờ nghe hòa thượng một 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 lát rồi bắt đầu tâm nó nổi sân, nổi sân không phải hòa thượng, hòa thượng mà cái đám bên kia làm ồn quá chịu nổi. Lúc bây giờ thấy rõ ràng là thế mà mình càng muốn nghe bao nhiêu thì tâm sân mình càng ráng mà nghe hòa thượng cho được, rồi tâm nó bực bội nó khó chịu với cái đám mình đó. Thì ông nói rằng thế muốn nghe thì tâm sân nổi sân, lúc bây giờ tôi để ý không muốn nghe nữa. Tôi nói hòa thượng con nói cái gì đang nữa thì có thể là hòa thượng lên nhiều lần, sáng nào ngày cũng lên thì ngày cũng sẽ lặp lại thôi, bỏ không không muốn nghe cái gì mà tôi nói, đừng cái nghe muốn cũng không được vì nó ồn ồn quá. Chờ ông ngồi đó và ông hành thiền, ông hành thiền một tiếng đồng nhưng tâm nó yên ổn rồi, những cái gì mà hòa thượng nói vài vài tuần sau người ta nói hòa thượng cũng có lặp lại cái chuyện đó, cái hôm mà ông không có nghe được thì bây giờ hòa thượng cũng lặp lại. Vậy thì là sao? Tôi hiểu điều thứ hai rằng là thế mà khi mà có tâm sân là có tâm tham của nó muốn cái gì đó, và không phải tâm tham tâm sân không, mà cả ba luôn, tâm tham tâm sân tâm si, mình muốn cho được theo ý của mình, và mình càng muốn nhiều thì tâm sân càng mạnh, muốn ít thì sân ít, và muốn nhiều là sân mạnh chắc chắn 100% như vậy. Điều thứ hai tôi hiểu là sân có mặt do tâm tham đứng phía sau, và tôi đã kể câu chuyện mà tôi đi nghe pháp của hòa thượng Sụ Minh lúc tôi vào mới tu. Tôi muốn nghe cho rõ lời giảng của hòa thượng nhưng tiếng khua chạm bát đĩa của phòng bên cạnh
làm cho tâm tôi khó chịu bực bội vì không nghe được những gì ngài nói. Tâm đang yên ổn như thế, bây giờ nó gây chấn động vì bức xúc bực bội do muốn nghe cho rõ. Càng muốn nghe bao nhiêu thì sân sân càng nổi lên mạnh bấy nhiêu. Tham một chút thì sân nó nhỏ, tham nhiều tham mạnh thì sân nó càng bùng lên như lửa, đơn giản vậy thôi. Và khi mà tôi lách đầu, ông nói buông, không cần nghe nữa, để cứ biết họ nói thôi, còn rõ không nghe nữa, không biết họ từng nói cái gì, không cần nghe nữa. Mà quan sát cái tâm khó chịu của mình, và quan sát tiếng động đang có mà mọi chuyện yên ổn. Đó là tạm thời chấm dứt hai cái câu hỏi của các vị bên DC. Cái thứ nhất là tâm sân trào với trào lui, thật sự có nói rồi. Và thứ hai nữa là tránh đối tượng, thật sự cũng đã giảng rồi. Thì bây giờ để sư đọc sơ một chút xíu nữa cái bài pháp mà thiền sư trả lời ngày hôm nay cho một cái vị hành giả nói về tâm sở. Thì hồi nãy cái vị tâm sở cũng là hình thức của tâm sân đó. Và cái vị này đến từ ngoài bên Việt Nam đó. Vị này nói là thiền sư trong cái chuyến bay đi từ bên Việt Nam mà qua tới thành phố Yangon đó, thì khi mà tới gần tới phi trường Yangon rồi đó, có lẽ là thời tiết xấu là sao nó không biết, thì máy bay nó đang bay cái tự nhiên nó lục lục xuống, thì có lẽ là nó vào đi vào trong một cái gọi là air pocket, theo sự đoán như vậy, tôi không biết nữa, nó mất mất cái trọng lực, cho nó bị hút, thành ra mình đang đang ngồi đó tự nhiên nó sụp xuống làm cho mình hốt hoảng. Thì cái anh này nói rằng là có lẽ là do thời tiết xấu hay là cái gì lý do gì đó, mà nhiều lần máy bay nó cứ là tụt lên tụt xuống như vậy, có cảm tưởng như nó muốn rồi. Đấy. Thế là tâm con hốt hoảng, tim đập rất là mạnh, người run, tay biếu chặt và thành ghế. Con cũng thấy tâm không ưa cái sự sợ hãi này. Thứ nhất là anh này thấy được cái sự sợ hãi của mình, bởi vì qua những cái cử chỉ, cái hành động, tim đập rất là mạnh, rồi gì đây tay bám chặt vào thành thành ghế, người nó run chẳng hạn. Thì anh nói rằng là anh thấy rõ ràng là cái tâm sợ, nhưng mà anh còn thấy cái tâm của anh không muốn cái sự sợ hãi này. Lúc bây giờ con cố gắng chánh niệm bằng cách quan sát tâm sợ và tự nhắc mình rằng sợ chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng thưa thiền sư, cơn sợ vẫn còn đó cho tới đến khi máy bay trở lại thăng bằng thì cái cơn sợ mới dứt. Con muốn hiểu sự thực tập như vậy có đúng không? Nghĩa là khi mà có cái sự sợ hãi sinh lên đó, thì mình duy trì chánh niệm và với cái thái độ chân chánh là mình suy tư cho đúng, đây là một hiện tượng tự nhiên. Và con hiểu và con thấy vì vì cái tâm sân, vì 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 cái anh này nói rằng là cái sự sợ hãi nó cũng biết mất vị, thì bây giờ có cách khác là mình trú vào trong hơi thở đi để cho sợ hãi nó bớt, mà làm như vậy có được hay không? Vì có vì gì đây, con muốn hiểu là sự thực tập như vậy có đúng không, có nên chuyển qua cái sự chú tâm và hơi thở cho bớt sợ, vì có quan sát tâm sợ hãi với tư duy chân chánh nhưng sợ không có giảm được. Con làm con thực tập theo đúng phương cách mà, khi sợ sanh khởi quan sát tâm sợ, nhắc nhở rằng sợ là một hiện tượng tự nhiên, đó là cái tiền sư dạy mà cái thức như vậy. Nhưng mà cái sợ có bấm đầu, vì vậy có một cái giải pháp khác, đó là bây giờ mình chú tâm vào trong cái sự sợ hãi, mình chú tâm vào trong trong một cái đối tượng nào đó trong hơi thở, tức là một đối tượng trung tính để giúp cho sự sợ hãi mình nó giảm xuống, thì làm như vậy có nên không? Thiền sư nói rằng là khi mà bạn nhắc nhở bạn là sợ hãi là một hiện tượng tự nhiên á, cái thái độ của bạn rất là đúng, nhưng mà cái kiến thức mà cái này là chỉ là kiến thức mà thôi, trong phải sự hiểu biết, không phải là hiểu, bạn chưa hiểu đâu, bạn chưa hiểu là sợ là một hiện tượng tự nhiên đâu, bởi vì bạn thấy không, quan sát hoài mà tâm nó đâu có hết sợ, nó vẫn còn sợ như vậy. Tuy nhiên đây chỉ là kiến thức tiếp thu từ thiền sư hay trong sách vở, và người ta thường gọi là văn tuệ, mà chưa không phải là hiểu thực sự, hiểu từ cái sự thực tập của hành giả. Và không hiểu thật sự thì chưa xử lý được phiền não. Hành giả hiểu thực sự xuyên qua sự tu tập của mình thì gọi là cái mới hiểu thực sự. Hành giả đang vay mượn và sử dụng sự hiểu biết của người khác, và có lẽ là của thiền sư hay là của trong sách vở, chứ chưa thực sự hiểu và cốt ráo. Vì là văn tuệ hay là kiến thức cho nên trí tuệ chưa đủ mạnh, phiền não mạnh hơn, ưu thế cao hơn, trí tuệ của hành giả là yếu, do đó sợ không giảm được, đó là cái tưởng tự nhiên. Nhắc mình là đó là một hiện tượng tự nhiên rồi, duy trì chánh niệm, nhưng mà cái sợ nó vẫn còn, cho tới lúc máy bay mà nó ổn định rồi đó thì cái sợ sợ hãi bớt. Điều đấy có nghĩa là tư duy chân chánh, tự duy trì chánh niệm không có giải quyết được vấn đề. Vậy thì bây giờ phải vô trong cái chú tâm, thì thực sự nói đúng đấy, nhưng mà chưa có giải quyết được là tại vì cái trí tuệ của mình đã còn phiền não nó đang mạnh mà. Và cái sự tu tập của mình có chỉ là văn tuệ mà thôi, chỉ là kiến thức mà thôi, thì kiến thức thì khó lắm, không phải chờ.
Tạm thời vào lúc mới tu, hành giả tạm mượn kiến thức của thiền sư để giúp tâm chúng ta yên xuống để chúng ta có thể tiếp tục tu tập. Nên tu nhiều hơn nữa đi, để trí tuệ càng lúc càng sâu sắc, mới mong đối trị được phiền não. Khi trí tuệ mạnh thì bạn chỉ cần quan sát một chút là phiền não mất ngay. Có hai chuyện, có hai cái lực, một thực, một cái lực là thiện và một lực là ác. Cái thiện là trí tuệ và cái ác là phiền não. Cái nào mạnh hơn sẽ giành phần thắng, cũng giống như nước với lửa. Lửa mà mạnh mà nước mà ít quá thì không có chữa cháy được. Ngược lại lửa không có mạnh, vừa phải mà nguồn nước rất là mạnh, nó ùa nó dập thì lửa phải tắt thôi. Thì một trong hai cái à, cái nào mà nó có sức mạnh thì nó giành phần thắng. À, hành giả có nói là có quan sát nhưng mà thấy không có bớt, không thấy có cái sự sợ hãi giảm bớt, thì thực sự cũng nhắc nhở một điều là cái sự quan sát không phải để mà giảm bớt phiền não đâu. Quan sát để học, học là tại sao sự sợ hãi nó sinh lên mình. Mục đích của việc quan sát không phải làm cho cái trạng thái tâm phiền não nó giảm bớt, nó biến mất. Mục đích của thiền tập quan sát là để chúng ta học. Chúng ta quan sát đối tượng như là một hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng hay trạng thái tâm có biến mất hay không, mình không có phải là cái chuyện mình làm được. Không phải trách nhiệm của mình. Mình chưa tu thì cái sự sợ hãi nó vẫn còn đó. Thì bổn phận của mình là duy trì chánh niệm. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Chứ còn mình muốn cho nó mất, mất sao được. Hiện tượng hay trạng thái tâm có biến mất hay không, không phải là trách nhiệm của hành giả. Cũng giống như mình quan sát cái đau vậy đó, đâu phải mình quan sát là cái đau nó biến mất rồi đâu ha. Nhưng mình học giống như Yến Nhi trình pháp lần tới đó, có cái tâm ở trong này nó nói này, chính cái thằng này này, cái tâm nói này này, tâm nó suy nghĩ là tùm lum trong này này, nó là làm cho cái đau nó càng ngày càng mạnh đó. Khi hiểu được như vậy thì tự nhiên nó bớt à. Như vậy cái sự mà những cái hiện tượng gì mà nó xảy ra trước mặt mình là mình không muốn mà nó bớt, hoặc giả là những cái cảnh cảm xúc nào mà nó tiêu cực mà nó giảm bớt, thì nhờ là cái sự hiểu biết thôi, chứ không phải là tại mình muốn là không có bớt. Hiện tượng hay trạng thái tâm có biến mất hay không, không phải là trách nhiệm của hành giả. Hành giả chỉ có một cái bổn phận là quan sát hoài cho đến khi nào có trí tuệ phát sanh. Lúc bây giờ thì trí tuệ sẽ lo cái chuyện là để cho phiền não nó biến mất. Nhớ quan sát với thái độ chân chánh là không muốn. Bạn nói rằng tôi quan sát với thái độ chân chánh là tôi không là tức là không muốn cái gì thay đổi hay biến mất. Nếu muốn thế này thế nọ thì thái độ của bạn không chân chánh đâu. Vì vậy cái hành giả sơ cơ thái độ đó có chân chánh, có thái độ đó, có nói đó, nhưng mà cũng chưa chân chánh, bị muốn cho nó mất mà. Vì vậy cái thái độ mà chân chánh là không muốn cái gì mất hết trơn, cái gì nó đang xảy ra mình ghi nhận, mình hay biết, để rồi mình học hỏi. Khi mình học hỏi từ 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 rồi mình hiểu. Khi mình hiểu rồi thì mình thấy không có nên chấp chặt vào trong cái ý của mình chẳng hạn như vậy. Mà hiểu như vậy thì tự nhiên nó giải quyết được vấn đề. Ví dụ như trong trường hợp này sợ hãi đó, thật ra không có gì phải sợ hãi hết trơn, nhưng mà vì mình tâm suy nghĩ chặt cái kiểu này là chắc nó sắp sửa nó bay nó rớt, cái sao mà nó như vậy. Khi mà mình đi nhiều lần rồi mình thấy như vậy rồi chẳng còn sợ nữa, tại mình hiểu mà. Nó tự nhiên máy bay thì nó như vậy thôi, lâu lâu nó phải như vậy thôi, mà không phải là điều đó, không phải là máy bay nó hỏng nó hư hoặc giả nó sắp rớt, là đơn giản là nó đi vào trong một cái luồng không khí nào đó làm cho nó mất trọng lực tự vị. Nó phải có những cái chuyện như vậy xảy ra đó. Cái sự hiểu biết mình nó càng ngày càng nhiều thì tâm mình tâm nó xả, nó bớt chấp. Thưa sư, cá nhân con thì thật ra là không có để ý thấy một cái tâm, cá nhân con thì không muốn, nhưng mà con để ý con thấy có cái tâm sợ. Cái vị này nói rằng là con không có muốn là tâm cho hết sợ, nhưng mà con thấy cái tâm của con đó, có cái tâm nó không muốn cái chuyện đó, nó muốn tâm sợ. Thì thật ra đây là mình nói là con hay là người này kia, nhưng mà thật ra đúng là cái tâm thôi, chẳng có con, không có con nào trơn. Khi mà nghe hành giả nói như vậy thì thằng sư hỏi tiếp, bây giờ tôi muốn hỏi này, bạn quan sát sự sợ hãi và bạn thấy có một cái tâm không muốn sự sợ hãi nào, bây giờ cái nào quan trọng? Bây giờ đó, máy bay nó làm như nó muốn rớt này, bạn sợ phải không? Nhưng bạn thấy có một cái tâm khác đứng bên cạnh nó không muốn cái chuyện này, thì cái nào quan trọng hơn, mình cần phải quan sát sợ hãi và tâm không muốn sợ hãi, cái nào quan trọng hơn để cho mình quan sát? Và thưa sư, con thấy cái tâm không muốn là cái chuyện nên quan sát. Đúng thế, trường hợp này bỏ cái sự sợ hãi đi và quan sát tâm không ưa cái sự sợ hãi này, thì cũng tương tự như mình quan sát cái tâm đau vậy đó, cái đau cũng vậy đó, bỏ cái đau đi, mình có thèm quan sát tâm khó chịu này, vì chỉ chính chính anh chàng này là bé xé ra to này, vì trong này nó phiền não mà, trong xăm trong này thì bé xé ra to, đau ít nó ra rất nhiều. Và rồi mình thấy không,
tất cả những cái gì mà nó xảy ra nó cũng nhiều do cái tâm của mình ở trong đó hết trơn, mà cái tâm mình nó không được tu tập, không có được huấn luyện, không có được dạy dỗ, tâm có phiền não hoài thì cái câu chuyện nó xảy ra luôn luôn là tồi tệ, giận nó càng giận hơn nữa, đau nó càng đau hơn nữa, bực bội nó càng bực bội nhiều hơn nữa. Phải nhớ một điều, tâm quan sát của bạn phải là tâm xả, nó không có phiền não trong đó, không có tham có sân. Nghĩa mà phiền não mà có mặt rồi thì chánh niệm bây giờ nó rất là yếu, không quan sát được gì đâu. Phải làm sao cho tâm quan sát ở cái trạng thái quân bình thì quan sát phiền não sẽ biến mất. Tương tự như quan sát cái đau, bỏ đau đi, đừng quan sát nó, đừng có để ý tới nó, mà quan sát cái tâm phản ứng, cái tâm khó chịu. Sợ cũng thế, đừng quan sát sợ, quan sát tâm tâm phản ứng cái sợ. Thì quý vị thấy không, tất cả những cái vấn đề mình nghe đó, đau, sợ, sợ hãi, sân hận, tất cả những cái chuyển qua một chuyện thôi, đó là tâm sân. Và cái trạng thái tâm của mình nó khó chịu, bực bội, đó là cái chúng ta cần phải quan sát, chúng ta cần phải biết. Còn khúc nữa, nhưng mà tôi thấy cũng đã mệt rồi, đã muốn nghỉ ra, tôi nghĩ muốn hỏi gì không? Dạ con muốn hỏi sư. À, cái gì? Dạ thưa sư, nếu mà thí dụ như mình đi trên máy bay đó nó hụt hẫng thì cái chuyện này là con đi hoài. Hồi xưa ba má con còn mỗi năm con đi về Việt Nam, thành ra nó dễ sợ lắm, sợ run luôn á, cứ sợ là mà máy bay nó rớt chết. Thì bây Dạ. giờ sau khi con học rồi, con biết thường thường là mình có cái nhân quả, thành ra con có thể con quán là mình chết thì là cái quả của mình thôi, thì để con không có sợ nữa, thì như vậy có được không sư? Thì cũng được đấy, mà bớt sợ thôi, nhưng mà chưa giải quyết được vấn đề. Có những cái trường hợp nào khác mà cô không có quán được nhân quả thì làm sao đây? À, tự nhiên thình lình nó ai tới chửi mình chẳng hạn đó, mày có tâm khó chịu này, mình quán nhân quả để giúp cái tâm mình yên xuống thì nó bớt sợ. Thì cũng giống như hồi nãy cái chú này hỏi vậy, bây giờ con vô trong hơi thở có được không sư? Được chứ, có thể làm cho tâm yên thôi, nhưng mà đâu có giải quyết được vấn đề đâu ạ. À, nó rốt ráo rồi. Nếu mà mình ngồi yên mà mình quan sát, mình thấy cái tâm mình nó bé xé nó to trong này, thực ra mình chết rồi này. Cái điều điều này chắc là rất nó bay này. Cái bỏ con bỏ cái bỏ chồng lại cho ai này, nó hỏi tùm lum tà la trong mình, rất nó sợ hãi. Vì vậy thì sao bạn tập cái gì? À, nếu mà mọi chuyện bạn muốn cái tâm bạn cho yên xuống thì bạn làm cái gì thì làm thôi, nhưng mà bạn có muốn muốn tập để mà giải quyết vấn đề cho rốt ráo không? Ở trường hợp nào mình cũng có thể giải quyết được thì đó, thì là mình sẽ lựa cách khác. Thế vậy thôi, cái đó là do mình lựa mình chọn, à không có sao hết trơn nha. Nhưng mà cái để mà cái nào mà cái phương cách nào mà giải quyết để mình nó giải quyết được cái tâm của mình, nó được giải quyết được cái ý của mình, nó giải quyết được cái phần sâu sâu thẳm trong mình á, thì nó bắt bắt buộc nó phải đòi hỏi thời gian và sự tu tập mà thôi. Còn cái kia mà cô Kim thấy không, cô đâu cần chi tu, người thường người ta hiểu cũng được. Ô thôi cái này chẳng qua bị báo mà kể nữa, không Dạ cần tu, dạ tu cảm mà ơn không sư, chịu con thế hiểu đó. Đó. hiểu rồi. Giờ bây giờ chỉ cần quan phải quan sát cái trạng thái của tâm mình. À, cái tâm mình lúc đó nó sợ hãi, mình nó suy nghĩ cái gì mà nó sợ hãi này, thấy không? Nói gì tâm suy nghĩ, mối tương quan giữa cái cảm xúc của mình và cái tâm suy nghĩ vậy đó, đó thằng này nó sợ. Bây giờ coi chừng trong suy nghĩ là đi, nhắc nó đó, để ý nó. Hoặc giả là lúc đó là duy trì chánh niệm cho giữ, thì tự nhiên cái tâm suy nghĩ nó giữ số, trong nghĩ chiều nó tự nhiên hết sợ. Dạ con sẽ cố gắng thực tập. Con Đó vô thì làm sao, nhưng mà nhớ này, nói rồi thì tới đó nó cũng áp dụng theo cái kiểu mà bình thường thôi, là bởi vì đó sao mình làm quen rồi. Tự nhiên có chuyện xảy ra thôi, cái nghiệp mà, cái nghiệp tôi ráng thì chịu thôi. Khi mà chịu không được là nổi điên à. Mình đâu có hồi nghĩ đến nghiệp hoài được đâu. con còn có anh chuyện này nữa mà con không biết nói ra có dài dòng không, không biết có ai Cô nghe cô Kim nói là dài rồi, vậy làm sao mà khỏi à, gần tới giờ rồi mà cô nói thì dài, tôi nói ngắn ngắn thôi. khái thì con Khái mới sao được, cô không có đại khái đâu, nói đại khái nhưng mà cũng dài lắm à, sao dạ thì sư thì
cách nay mới tuần rồi ở trên district đó, ở trên học khu đó, nó xuống training để con dạy đó, dạy học á. Thì hồi đó tới giờ mình dạy, thí dụ như một cái worksheet thì một nhóm, một cả lớp học một cái worksheet thôi. Bây giờ tự nhiên nó tại vì mỗi đứa mỗi ngày nó có khoảng nửa tiếng để nó trên cái computer để mà nó học tiếng Anh trên đó. Bây giờ đứa nào nhanh thì nó học nhanh, đứa nào chậm học chậm, có nghĩa là nó lung sung trên đó hết. Thì bây giờ chia ra tới 4 group. Rồi mỗi một group như vậy là khác trình độ hết. Giờ con phải dạy mỗi một cái group, mỗi group được có nửa tiếng à, mà một group thì 4 đứa, mà mỗi 4 đứa đó đều khác level hết. Cái giờ nó kêu con phải dạy có nửa tiếng mà 4 5 đứa, là mà mỗi cái level khác nhau. Mà hồi đó tới giờ mình dạy chỉ có một cái worksheet thôi. Thế rồi cái con mệt quá, cái con làm không kịp, cái tự quay con cự bà training đó. Con nói tôi chưa bao giờ dạy như vậy, bây giờ có mỗi đứa mà một cái different level như vậy mà sao tôi dạy được, nhiều quá, too much, I can't do it. Mà con trả lời liền với nó, mà con rất là thẳng thắn, mà con cũng có cái sân trong đó là bắt làm nhiều quá, tôi chưa bao giờ làm nhiều như vậy. Cái bà không nói gì hết, bà nói tại vì trình độ khác nhau, bây giờ cái chương trình mới nó phải làm vậy. Cái xong cái tới cuối giờ cái sao tự nhiên con cũng làm xong được hết, con làm nhanh 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 nhanh, con dạy được hết. Cái bà gặp con, cái bà nói tôi sorry mày, là tao biết mày làm nhiều. Cái hồi đó con cũng tức lên nữa, nó sự cái lúc mà dạy đó con nói tao quit job rồi đó, job tao chắc chắn tao bị quit rồi đó, tao không làm được nữa, tao làm đây bao nhiêu năm rồi, bây giờ tao cực quá. Cái con cự quá liền. Cái xong mà sao tự nhiên tới cuối giờ cái bà là bà phải xin lỗi con, là bà làm nhiều vậy, cái tự nhiên cái lúc đó con mới dịu xuống. Con dịu xuống, Đã con định cầm rồi. lên tùm lum rồi đó. Dạ con định từ cầm lên hết mấy giáo sư, nào con gặp là con sẽ cầm lên đó. Dạ, chỉ vậy thôi. Dạ sư. Thế thôi, thấy không? Dạ, thế mà bây giờ đó nó giao như vậy theo ý của sư đó, mình làm trong khả năng của mình thôi. Thì cô đã có cái ý quit job rồi mà cô quyết để bỏ, thấy không? Hiểu nhiều lắm thì nó đuổi mình thôi à, vậy không? Thì thôi làm trong khả năng của mình, bực bội sân hận với nó chi. Thật ra là nó cũng làm theo cái cấp lệnh cấp trên mà, chứ đâu có phải là nó làm đâu, là cái cô đó làm đâu, phải không? Và ý của cô đó, chương trình nó, của Bộ Giáo dục nó đặt ra là của district nó bày ra cho mình, nó phải làm thôi, mỗi người phải làm một chuyện, phải do the best we can mà cô kia để làm ra bây À, giờ đây. con cũng có nói vậy, I do the best I can. Cái Đấy con không? cự này, cái họ biết, cái họ cho một người thầy giáo tới khác tới dạy, mà bà này thì không phải là giáo viên, mà bà là chỉ là giúp thôi. Cho nên họ bà tới bà dạy, cái bà dạy đâu được đâu, bà chạy, bà ngồi có một lát bà chạy, bà bỏ con. Câu chuyện gì nó cũng vậy hết trơn á, thấy không? Nó cũng sẽ có một cái hướng đã đi ra hết trơn á, mà mình khi mà mình ví dụ chắc là mình hấp tấp á, mình không có hoặc chưa có cái tâm mình nó không có ổn á, mình phản ứng dữ quá, nó vậy không? Nó luôn luôn là nó có cái hướng giải quyết à, và cái hướng giải quyết thế nào tùy theo cái sự tu tập của mình thôi. Và thường thường là sư thấy là cứ làm trước khi mà có cái chuyện gì, khoan quá cái đã, khoan làm cái đã, đợi một thời gian cái mình digest, mình vuốt hết trơn trơn cái đã. Tự nhiên trong này như là cái quá trình tu tập nó nhắc nhở mình thôi, thôi để yên đó, đừng nói lỡ lỡ rồi lỡ, lỡ làm cái ào rồi thì thôi lỡ làm thinh không nói nữa. Đó, mà còn cái chuyện gì mà nhắm mà chưa được khoan khoan phản ứng đã, để đó đi. Ừ, thế nào cũng có cái hướng giải quyết cả. Và có tệ lắm thì mình bỏ rớt, bỏ bỏ shop của mình thôi, mình không làm nữa. Mình đã nói cái chuyện đó rồi mà, thấy không? Đó. Bây giờ suy nghĩ của Kim cũng lớn rồi, cũng gì đây cũng có được nhiều tiền rồi, thôi làm Dạ con đúng, lỗ thấy không? lỗ 2 3 tuổi rồi, về Ờ retire đúng rồi, đúng, đúng. làm Phải, thấy dư không? rồi đó chứ. À, khỏe không? Bây giờ về về hưu khỏe, để thì giờ đi tập. Ừ. Dắt con chồng đi tu là phải sung sướng không? Vừa hạnh phúc nữa. Cô dạy chi cho kiếm được bao nhiêu tiền nữa đâu mà làm chi cho nó cực, thấy không? Cái cuộc đời này mình thấy đôi khi cái ham cho nhiều cũng vậy thôi. Sư cũng đã nói như vậy là sư nói quý vị ham, nhưng mà quý vị để ý trong coi cái chuyện gì mình muốn cho nhiều rồi cuối cùng nó cũng vậy thôi. Đó. Giờ là thôi, bây giờ đó mình bày ra rồi thì mình phải dẹp, thấy không? Phải lo cho con, cho cá, cho gia đình của mình, và rồi mọi chuyện là tôi kể để cho mọi sự nên yên ổn được.
Nếu thì giờ mình lo cho tâm của mình đó chứ, phải không? Ta đụng đụng Dạ chuyện mình. con dạy học cho vui thôi sư, chứ con có phải Đó. thì tiền, Đó, vậy con thôi có thì có sầm chi, đã biết như vậy rồi còn có sầm khổ không, vậy đấy. tiền. Đấy. Có đường ngầm nẻo không là sư không tin cuộc tim đâu, thôi vô thật. Đấy. Nói chuyện về vấn đề làm lễ đi quý vị. Sư hỏi ngài thượng sư sáng hôm nay nè, bây giờ là khoảng chừng 5 giờ 5 giờ rưỡi rồi, sáng sớm sư tăng sẽ vô trong chánh điện ngồi ra làm lễ và phật tử nữa, sư sư ngán cái chuyện làm lễ lắm, mệt lắm, mặc y mặc áo rồi ngồi đó rồi không biết làm gì, ta nói tiếng Miến không mình có hiểu gì đâu. Sư không có ưa cái chuyện làm đó, kia ông thượng sư nói cá nhân tôi cũng chả có ưa cái gì cả, cái thiền viện bên cạnh này thiền viện sủ mình cũ đó, ôi sư bên đó làm bày nó làm dữ lắm. Còn tôi là đơn giản thôi, 9 giờ rưỡi sư có mặt đó, rồi tôi nói 5 điều 3 chuyện xong xuôi rồi tôi kêu quý vị ngồi thiền xong dân y xong rồi tan hàng làm gì đây, rồi cố gắng rồi xong xuôi không có làm gì nhiều hết trơn, đúng ra là chỉ dân bộ y thôi được rồi mà làm sao cứ bày đặt cái chuyện này chuyện kia, nhưng mà rất là nhiều vị muốn như vậy, mời cho thịt đông làm cái thịt lớn. Lên trên đó rồi phát biểu nói cái này nói kia cùng lúc hồ đó ngắp ngắp dài cấp một ngắn, thì thấy quý vị thấy không, mỗi người nó một cái ý mà làm sao bây giờ đây, mình muốn ít mình muốn ngắn, còn người ta là tâm muốn cho dài, bởi vì nhờ cái dài đó người ta mới gặp được Phật tử, người ta mới là kêu mình gây quỹ cái đồ nữa, có nhiều cái mục đích ở trong đó nha. Còn mình không cần thì thôi mình làm cái kiểu của mình đó. Ôi trời ơi, Việt Nam còn quá tệ nữa quý vị, đèn cờ chí rồi lòng núi thờ rước y rước đồ đi nhiễu Phật là cúng không được hết, nhưng mà nếu mà tới đó thì gặp vậy thì mình cũng phải chịu thôi, biết sao vậy, họ thích làm như vậy mà, bởi vì họ họ nghĩ như vậy cái buộc lễ cuộc lễ mới trang nghiêm mới trang trọng rồi cái người mà đi trước rồi cầm lọng rồi mấy cô mặc áo dài xanh áo đỏ áo vàng áo tím đi như vậy là rất là nghiêm trang thanh tịnh lắm. Xin chư thiên hoan chư thiên nhân loại hoan hỷ luật báo của con ngày hôm nay xa chúng xa ú em cùng đúng là thấy tâm chấn động quá trời rồi đó, nhưng mà thấy người ta thích như vậy mà làm sao đó. Bà nhân quá bao tử thôi được nghe quý vị chấm dứt ha. Con thấy cô Liên này muốn hỏi gì cô Liên, cô Liên chắc là cô Liên đã ở bên Úc quá à, Dạ thưa sư, chắc con đánh lộn thưa sư, con không có hỏi thưa sư, con cảm ơn à, sư. không hỏi hả, không sư hỏi cô có muốn hỏi gì không chứ không phải là cô bấm lộn, cô có bấm gì hết Dạ trơn á. À, con cảm sư có thấy ơn dấu sư. tay không, con thấy 5 ngón tay của cô, ý tôi muốn nói là Dạ cái hình 5 ngón tay không có à, dạ nhưng mà mà hôm nay bài pháp thưa sư rất là hay thưa sư, con cảm ơn sư dạy cho tụi con về à cái tâm sân và cái tâm tham thưa sư. cái Tại gì vì hôm nay con biết thêm một điều là ở ngoài sau cái tâm sân của mình là có cái tâm tham ở đó nữa thưa sư. chặt chặt á, chặt chặt nó dính vào đó đó đấy, Dạ. cho bám phải giữ cái ý đó cho đúng rồi, không có thay được. Mà tất cả những cái này mình trách ai, mình sống trong một cái môi trường nào đó, mình có cha mẹ như thế nào đó, rồi cái điều kiện kinh tế điều kiện hoàn cảnh xã hội của mình như thế nào nó làm cho mình như vậy sao, bây giờ kêu mình Dạ. đổi thì cũng rất là khó khăn chứ không phải chơi đâu. Vì vậy sư nói tất cả đều đòi hỏi mình rất nhiều sự tu tập kham dẫn để mình hiểu, khi cái tâm của mình đã yên xuống rồi nhờ cái sự tu tập rồi lúc đó mình mới chuyển được cái ý của mình, còn không bình thường nó đâu có dễ, không có dễ, không có đơn giản đâu. Vì vậy sư không phải dám nói rằng là những gì chân sư nói là không đúng, nhưng mà ngài nói là ngài nói thôi, còn mình làm được cái không là cái chuyện khác, không phải là cái chuyện gì à. Nhưng mà mình sẽ cố gắng, bởi vì đây là cái cách thức mà để giải quyết về lâu về dài mà, có bao giờ Dạ. mà mình suy nghĩ rằng con của mình nó cũng là như mình mà thôi, nó cũng là một con người, nó có thân có tâm của nó và nó hoàn toàn độc lập với mình à. Mình đâu có nghĩ vậy, tại vì sao mình không thể nghĩ được như vậy, vì cái tâm mình nó thương nó quá, con tôi mà tôi đẻ nó ra tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, vậy tôi muốn cho nó tốt nó hay nó giỏi nó có cái gì là mình cũng phải lo lắng rồi. Làm sao đây mà đâu có phải của mình lo cho con, mà cha mình mẹ mình rồi ông bà những người đi trước mình cũng vậy thôi, vậy đó mình đã quen cái cách đó rồi thì mình thấy bây giờ nổi cũng rất là khó khăn, mà Dạ. khó khó là tại vì sao, khó là tại vì cái tâm dính mắc của mình đơn giản mình thương con quá đối nổi Dạ. rồi xong một phần này. Dạ, dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ, một phần mời cô anh cho con Dạ mời.